Bạn Zalo, anh xem bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường à, chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81 à, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81. Còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây có Nhật Bản à. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản. Ở dưới có ở dưới như Japan à. Japan là cộng 81, quý vị ấn 080 681 7 3 9 7 10. Đấy, nó ra Viettel JP hàng nội địa anh quý vị nhé, kết bạn này. Đấy. Ok nhé. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại kênh của Viết Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì trước mặt quý vị anh chị cô chú là rất là nhiều món đồ của Viết Phú và đã đóng rồi cũng như là chưa đóng để chuẩn bị gửi về Việt Nam chuyến gần nhất. Thì cuối tuần này vào dịp lịch đỏ của Nhật ấy, người ta sẽ nghỉ lễ nên là cái trong tuần này sẽ không gửi được chuyến giữa tuần, cuối tuần thì mới gửi được cái trang đầu tuần tới, đó là tuần cuối tháng 7 thì sẽ về Việt Nam một chuyến. Ở trong này thì có rất là nhiều giày Adidas và giày Adidas sale ấy, quý vị nhé. Thì em đã gửi một chuyến khoảng tầm mấy đôi về rồi, thì đây cũng có một số đôi của một số anh có đặt nữa. Giày này là running nhé, Adidas chính hãng quý vị ạ. À, sản xuất tại nhà máy Indonesia chứ không không phải là sản xuất China nha quý vị nhé. Và cho thị trường Nhật Bản và công ty phân phối là Adidas Tokyo, Adidas Japan ở Tokyo nha quý vị nhé. À, hàng chính hãng không phải là hàng vớ vẩn China sang. Sale rất nhiều, tại sale tầm 50% thì em cũng đã mua khoảng tầm mười mấy đôi đã gửi về. Và em thì cũng bên này em cũng dùng giày Pamu Puma đấy, thì cũng là giày chính hãng săn sale. Thì bữa em ở bên này thì tiện hơn nên em hay săn sale những cái hàng chính hãng mà giá rẻ thì em dùng. Thì có rất nhiều anh chị cũng đã tin tưởng và đã ủng hộ em rất nhiều đôi giày cũng như đồng hồ treo tường mà cái quạt điều hòa ấy, thì em cũng đã gửi rất nhiều về Việt Nam rồi. Rồi đài Panasonic, rồi đồng hồ. Nay em sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị của chú một cái mẫu đồng hồ dành cho nữ rất là đẹp, đang săn sale. À, rất là sale rất là mạnh ở bên thị trường Nhật Bản này. À, đồng hồ này thì là một cái sản phẩm được sản xuất thì tại Trung Quốc thôi. À, nhưng mà sản xuất ở đâu thì không quan trọng bằng nó bán ở đâu nha quý vị nhé. À, nó bán ở thị trường nào thì nó phải đảm bảo cái tiêu chuẩn của thị trường đó. Ví dụ bán thị trường Nhật thì phải đảm bảo chất lượng của thị trường Nhật, còn bán ở Việt Nam thì phải đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn Việt Nam. Và tiêu chuẩn mỗi nước là khác nhau, và chúng ta cũng đã biết là tiêu chuẩn của Nhật Bản nó rất là cao. Và cái hàng hóa bán ở thị trường Nhật Bản thì chúng ta có thể đảm bảo được rằng nó đã đảm bảo các cái khâu kiểm soát chất lượng rất là chặt trước khi xuất sang đây. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm đồng hồ sale của hãng sản xuất là Time 100. Hãng sản xuất này thì có bắt đầu từ năm 1992, đến nay là cũng ra tầm 30 năm rồi, cũng có một cái tuổi đời khá là vững chắc một chút rồi. Thì đây là có đi kèm là phiếu bảo hành đây bao nhiêu phiếu bảo hành 6 tháng quý vị ạ. Đây có ghi 6 tháng bảo hành 6 nguyệt, đây là bằng tiếng Trung. À, thực chủ quản thì đây không biết nào. À, đây trong này thì có phiếu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật đấy, thì bán cho thị trường Nhật thì phải có bằng các cái giấy tờ đi kèm bằng tiếng Nhật nha quý vị nhé. Manzoku là đầy đủ mãn túc. Ở đây thì đây là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, một sản phẩm rất là đẹp quý vị ạ. Nếu để dưới ánh đèn thì nó có lấp lánh ở những cái viên đá gắn ở trên đồng hồ cũng như là trên cái mặt đồng hồ nha quý vị nhé, rất là đẹp. Đấy. Rất là long lanh. Sản phẩm này thì đấy, đẹp thế nhỉ. Nó được niêm yết tại thị trường Nhật Bản với giá là hơn 4 man chưa cộng thuế, tương đương khoảng tầm hơn 8 triệu rưỡi gì đó. Tuy nhiên đợt này nó là một cái đợt sale rất là mạnh, thì nó sale đến từ 70% 80%, thì giá về Việt Nam nó dao động từ chỉ có hơn khoảng hơn 1 triệu là quý vị đã có thể có được một cái sản phẩm đẹp long lanh như thế này, tặng cho bạn gái, tặng cho mẹ, tặng cho vợ, rất là đẹp, một món quà. À, giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản và rất là đẹp, quan trọng là nó đẹp. Sản phẩm này thì
phù hợp, chỉ là dành cho nữ thôi nha quý vị nhé. Đấy thì cũng có một số khách có đặt về cho bà xã nên em cũng tiện em review cho quý vị chị cũng xem. Nó kích thước của nó thì cũng khá là bé thôi, 23 mm với một cái mặt dio hình vuông nha quý vị nhé. Đấy, thì trong logo trong đồng hồ thì có bốn góc 3, 6, 9, 12 giờ thì có gắn đá. Thì trên góc 12 giờ thì có thêm cái logo Time 100 là thương hiệu của của cái đồng hồ này. Sau này thì cũng là Time 100 và được ghi thêm cái dòng là vật liệu là thép không rỉ, stainless steel, chống nước là 3 atmosphere, tương đương khoảng tầm 30 mét. Đấy, cái máy của nó là máy W800023L nha quý vị nhé. Đấy, thì thông số cơ bản của đồng hồ này nó là như vậy. Đi kèm thì cũng có thêm cái logo của nó, ở trong còn cái phiếu có ghi bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Đấy thì nó rất là đẹp nha quý vị. Rất là đẹp và một cái mức giá nó rất là phải chăng hợp lý. Xin nhắc lại là cái giá chỉ có hơn 1 triệu đồng thì quý vị đã có thể có một cái sản phẩm như thế này rồi. Còn giá chính xác cụ thể thì quý vị có thể là vào Zalo của em để em sẽ báo giá chi tiết cho quý vị chị cô chú cùng xem. Thế này cũng có nhiều cái sản phẩm khác quý vị có thể cùng tham khảo và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Và bên cạnh những cái sản phẩm này thì cũng có nhiều sản phẩm kiểu dáng tương tự như thế này và cũng có sale đợt này quý vị nhé. Đấy thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cái mã sản phẩm này và rất mong được cái sự ủng hộ của tất cả các anh chị cô chú cũng như là em xin trân trọng cảm ơn các sự ủng hộ của các anh đã đặt cái sản phẩm bên với Phú, đã tin tưởng là sản phẩm bên với Phú và em thì cái hàng bên em thì sẽ là hàng săn sale như quý vị nhé. Nghĩa là em sẽ tranh thủ những cái lúc mà nó săn sale rồi 12 giờ đêm hay là cuối tuần hay là ngày lễ gì đó thì người ta sẽ có những cái đợt sale của người ta để kích cầu. Về đợt này thì quý vị cũng đã biết cái tình hình dịch bệnh nó là tiến triển rất là ghê gớm trên toàn cầu, thì cái lượng khách đi mua trực tiếp nó là giảm đi vô cùng nhiều, có thể giảm đến tầm 80%, 60%, 70% là bình thường, nên người ta sẽ bắt buộc phải có những cái đợt sale. Sale thì bất chính linh thôi, thì em cũng phải săn sale, canh để săn sale thôi, thì để có thể là đưa đến những quý vị những cái sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn Nhật Bản và cái mức giá phù hợp với người Việt Nam. Đấy thì em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và cái Zalo của em thì em cũng để đầu video, thì quý vị có thể vào cái Zalo của em và có những chi tiết thêm các sản phẩm khác. Đấy thì em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.